Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retour. Chào mừng quý khách đã đến với phòng trà duyên phận. Cớ sao buồn này kim, cớ sao sầu này kim, ai thương em hơn anh mà tìm. Cớ sao hoài này kim, có biết cho lòng anh đã mơ từng phút vui buồn cùng em. Bonjour, bonjour. Jamaica, Argentina, Venezuela, studio. Mày giỡn mặt hả Bẹt Xê? Tại sao chán nghĩ cho nó không rửa? Đi ra đây làm cái gì? Tăng mặt đẹp chứ kêu Bẹt Xê. Đi vô rửa chứ. Ôi, bà chủ, tự nhiên bà chủ đặt tên con cái Bẹt Xê chứ gì? Bẹt Xê á, ý nghĩa của tôi đặt cho mày đó là đẹp ghê. Thì im đi, ở dưới quê con Bẹt Xê có nghĩa là con chó đó. Cái đó là mày nói, tao không có nói nghe chưa? Đi vô. Mệt dễ sợ luôn. Đi vô cửa đi. Ồn ào, hoang mang quá. Vậy cuối cùng ở đây ai mới là bà chủ? Tôi mới là bà chủ nè. Ây à, hậu là à chê. Liên xích cỏn thân quả à. Nó xích cỏn xỉu xỉu à. Mà nói nhiều nghe không hiểu là xỉu thiệt à. Ủa là sao? Trời đất ơi, ngọ chỉ biết có chút chút thôi. Nói lượt có câu đó à. Ủa vậy ông anh ở đâu? Tôi ở Hồng Kông. Ở bên Hồng Kông hả? Đúng rồi. Tôi cũng ở bên Hồng Kông nè. Ây à, vậy te dài là hay lắm mình là ở chung chỗ. Ây là thương à. Trời ơi, nghe nè. Mà ngọn gió nào đưa ông anh tới đây vậy? Trời đất ơi, dắt tới buồn lắm. Sao vậy? Hồi xưa đó là ba má ở bển á cũng ly buồn. Buồn cái gì? Buồn lậu. Có bị bắt không? 85. Trời số ít quá vậy. Trời đất ơi, có duyên quá. Không, ý của tôi nói là sao tội quá vậy? Đúng rồi, tội dữ lắm. Mà cái tội nó xử được rồi. Hả? Bởi vậy ta lôi lần lên buôn lậu nha chưa? Buôn lậu là xấu lắm đó. Kính thưa ban giám khảo, phần thi tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội xây dựng nông thôn mới đến đây là kết thúc. Kính chúc mọi người đi vô. Nó nghe nè, rồi ba mẹ bị vậy đó có buồn không? Ủa mắc gì buồn? Trời ơi, mình là con mà ba mẹ của mình bị bắt mình phải buồn chứ. Ủa ba má lo bị bắt thì lo buồn chứ mắc gì ngọ buồn? Ủa ba má ai? Ba má thằng bạn. Ủa chứ ba má con cũng bị bắt hả? Trời ơi, tăng cái chả chặt chặt cái mặt à. Ba má ngọ là ở đây. Vậy ông là người gì? Người Việt Nam. Sao nói tiếng Hồng Kông? Thầy lớp ơi, ngọ làm ăn buôn bán ở chợ lớn á, bán vàng ở chợ lớn à. Làm ăn buôn bán với người Hồng Kông nhiều cho nên là mình bị quen miệng á. Chứ nói tiếng nó mệt muốn chết chứ sướng ít gì đâu à. Trời ơi, tôi cũng vậy nè. Trời ơi, khách của tôi người nước nào là tôi nói tiếng đó à. Vậy cho nó thân thiện, nó gần gũi. Ủa vậy hả? Chứ tôi miền Tây. Đâu quá, ở đâu? Cà Mau. Đó, Đồng Hương. Ở đâu? Vĩnh Long. Đồng Hương chỗ nào? Uống chung dòng nước Mekong đó. Đồng Hương. Đồng Hương. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly với chủ đề đi vô. Khoa kiếm mua ngoài hả chú? Kêu vô. Đi vô đi anh ơi. Ôi trời lúc ơi, quên, ngọ quên mất. Bữa nay là ngọ tới đây là ngọ dắt cái thằng cháu của ngọ vô tới đây. Chạy hả? Nó ở bên nước ngoài, ở Cali à. Đó. Ủa vậy hả? Ê trời, nói cái tiếng này mệt quá, mình sao nói tiếng Việt của mình đi. Trời ơi. Đâu bên Cali? Ừ. Nó thạc sĩ âm nhạc nha. Rồi ủa vậy? Mà nó có đàn nào đưa ra nó đàn được hết. Ừ. Bữa nay là nó về đây nè, tôi dắt tới mấy cái chỗ này cho nó thoải mái tinh thần vậy vô mà. Vô đây là đúng chỗ rồi. Mà bữa nay là có cái tiết mục nào hay không? Nè nha, bữa nay ông anh may mắn lắm đó. Sao vậy? Bữa nay quán của tôi may mắn mời được một cái nữ danh ca mà hả, đi lưu diễn nước ngoài suốt à. Bữa nay tới quán tôi hát. Ôi vậy hơn quá. Vậy là bà chuẩn bị cho tôi nghe cái tiết mục đó phải hoành tráng, phải hay nè. Hả? Ha? Chuẩn bị thì cũng... Trời đất ơi, cái gì? Cái đó nhập nhò gì? Đại gia chợ lớn là này nè, vô đây được chưa? Rồi, vô, chuẩn bị đi. Đợi tôi một chút nha. Mấy đứa, vô trong chuẩn bị. Ừ, em bỏ đi sớm nha. Thấy thường vậy cậu. Cậu có chắc là chỗ này có cô ca sĩ mà con cần tìm không? Rồi làm gì mới ra mà căng với tao? Căng rồi nào? Cái nét này là nét căng nè. Nó nhắm làm chung được thì làm được thì đền hợp đồng nghỉ khỏe đi. Cái gì thêm mà cặp đôi này hước mày ra mà căng thẳng với tao vậy? Đó, cũng cậu không à. Cậu nói đi đâu cũng có đôi, có cặp, có cậu, có cháu. Mà nãy giờ cậu ra cậu làm mình nên hết trơn à. Vậy chứ con tên gì? Akira. Ờ, mà giờ này con mới được ra nè. Trời. Mày nhắm ra sớm mày vui không? Không. Thì đó. Cũng mày không? Mày từ Cali mày nằng nặc mày bay gì đây? Mày nói là bữa ở bên Cali mày thấy cái cô nào ở bên Việt Nam qua hát mày mê quá, cho nên mày phải về đây mày bắt tao đi kiếm cho bằng được. Thì mình kiếm ca sĩ thì mình tới phòng trà hộp đêm, chứ không lẽ vô phòng trái chữa trái kiếm?
Cậu nghĩ nói vậy là vui đó hả? Ủa cái này hôm qua là tập thẳng có luôn á. Mày ca sĩ mình như bánh tráng trắng nướng thì lật dữ vậy. Còn dài dài còn... Đó tao nghe nói là bữa nay là cái phòng trà này là có cô ca sĩ nổi tiếng lắm, vừa xinh đẹp vừa hát hay nè. Mày vô đây ngồi đi. Nếu mà thấy mà phải á thì mình hốt về liền ha. Còn không thôi mình đi kiếm quán khác ha. Bà chủ ơi, lên ca sĩ đi. Có liền. Vâng. Rồi, phải không? Kính thưa tất cả các quý vị, chắc hẳn trong cuộc đời của mỗi người ai cũng sẽ gặp một lần may mắn trong đời. May mắn tìm được công việc tốt, may mắn tìm được người mà mình yêu thương. Và hôm nay, tất cả quý vị ở đây rất là may mắn đến với phòng trà của tôi với sự xuất hiện của hai giọng ca đặc biệt. Đó chính là chị em song sinh Phẹt Mơ Tuê và Bẹt Dê. Hai cô luôn. Trời ơi, song sinh đó. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Phố xa, phố xa, phố xa đông vui. Em đúng đi. Trời ơi, trời là ca rồi, bây giờ nhường cho người ta đi. Bây giờ bắt cậu rồi tất cả. Hồi nãy tập rồi mà. Thôi thôi thôi, thôi thôi thôi. Con đi về à? Ôi, gì đâu mà ở đây toàn ca sĩ gì đâu, tầm xàm không à? Vâng, kính thưa tất cả quý vị, tiết mục câu giờ đây là kết thúc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giọng ca được chào đón trong đêm hôm nay. Xin mời! Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ tan ôi bao giấc mộng nửa đôi. Đành lìa xa thế nhân sầu đau, hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Hương, anh gọi tên em thì phải gọi cho đầy đủ. Ủa vậy đầy đủ là cái gì Hương? Trầm Hương. Hèn chi, đứng kế em anh thấy thơm quá. Anh còn tưởng mình đang đứng ở trong chùa nữa chứ. Thôi. Con mày thêm hồi nào vậy? Xin phép anh. Hương, em có thấy mỏi chân không? Mỏi chân là sao anh? Chứ sao em cứ chạy lẫn quẩn trong tâm trí của anh hoài vậy? Vậy thì trong lúc em chạy lẫn quẩn trong tâm trí của anh á, thì em mang giày cao gót hay giày bata? Vui thôi, đừng vui quá. Trời ơi, bởi nha, tưởng nó hiền hả, tin làm chết đi. Ê, nè, nè, khoan, khoan, khoan. Nè, ê, cái này cháu tôi, nó ở bên Cali về đó. Rồi ta nói cái lần mà cô qua Cali cô hát đó, là nó mê lắm, nó bay về đây, nó bắt tôi là phải đi kiếm cô cho bằng được đó. Rồi qua dẫn bà con đi rồi rước về liền, đi. Cảm ơn anh. Đối với nhan sắc và giọng hát của em thì có rất là nhiều người mê mẩn đó. Nhưng mà đối với anh á thì em không có ấn tượng. Nếu như em không nhớ, anh sẽ nhắc cho em nhớ. Cậu hát cái gì? Kế hoạch 1, bây giờ con sẽ là con, cậu sẽ là ca sĩ Trầm Hương. Trong một lần đi lưu diễn ở Cali, sau khi xong show, Trầm Hương bắt đầu bước những bước chân tản mạn để về khách sạn. Không hiểu sao Cali mùa này tiết rơi nhiều quá, lạnh lắm. Sao? Anh ơi lạnh đấy, lạnh. Dạ đúng rồi, giữ tâm lý đó cho em, mặc dù Cali nó ít tuyết lắm. Dạ. Không có tuyết, đâu có sao. Dạ em có nói là không hiểu sao nó rơi đó chị. Dạ chắc duyên phận đó. Em mới lãng mạn bước một mình thôi. Cô gì đó ơi, cô rớt đồ kìa. Ôi đồ của em, cảm ơn anh. Gặp em giữa trời đông, buốt giá mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cách xa muôn trùng mây. Từng dòng anh ơi có sao không anh? Trời ơi có ai cứu không? Anh ơi có sao không anh? Vậy đi anh. Hết hồn mà. Em đêm từng đêm. Chậm luôn.
lòng thầm mong ghê quá ghê quá ghê quá anh chọi lấy em nè ngồi kề em chọi em anh chọi lấy em nữa nè cái đầu vô mặt đầu đuôi rồi anh ơi không thấy đường anh ơi hổ thấu giùm em rồi ra rồi giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi ta xa nhau mong đến một thôi đi giờ. Hai người làm gì vậy con này đang vô guồng rồi mình làm mất hứng mà nhớ chưa cảm ơn hai anh đã nhắc lại những kỷ niệm ở Cali đúng rồi mà những kỷ niệm đó tôi không biết và không muốn nhớ luôn trời đó tại cậu á con kể với cậu á là cái trường hợp này chỉ mới gặp nhau thôi còn cái trường hợp mà con với Hương gặp nhau mà thương nhau á là ở trên sân khấu kìa tự nhiên cậu làm lố làm con bị liệu theo luôn trên sân khấu đúng không muốn sân khấu có sân khấu lời nói đầu tiên cho phép Trầm Hương được gửi đến tất cả quý vị một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ca khúc Mưa Hồng. Wow, cái phối của âm này hay quá ha. Của âm ngày xưa đó. Trời ôm nắng, ra mây hồng. Mây ngàn qua, cho em nghiêng sầu. Ê, hấp điện là sao? Trả lại vậy ơi. Anh nè, bình tĩnh cái gì vậy? Không có hai cái gì vậy? Trả lại vậy, mua vậy không? Hấp điện. Em đã nhớ rồi à? Thì ra tiếng kèn ngày hôm đó là của anh. Phải. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh ngày hôm đó đã giúp em. Mà em cũng rất là bất ngờ khi mà em là người ca sĩ đầu tiên hát trên nền nhạc của saxophone. Em nể em luôn. À, anh biết không? Bữa đó khi mà xong số em đã muốn tìm anh. Em rất là muốn tìm anh. Trong bóng tối, tâm trạng em thì đang bối rối. Em lần mò trong bóng tối nhưng không tìm được manh mối. Sau đó em đành về ôm gối rồi em ngủ luôn. Nhưng mà không biết sao hôm nay em lại được gặp anh ở đây. Đó là duyên phận. Anh đánh rơi cái này nè. Hả? Quý vị thấy đó, đâu quý vị, trên trái đất này khoảng cách nào là xa nhất? Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, cũng không phải là khoảng cách từ phim trường này đến phim trường kia, mà đó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Nhưng dù có xa cách mấy, nếu chúng ta có duyên và đủ phần, thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ tìm đến nhau và ở bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.